Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lậy. Mình đang đứng trước cái chỗ mà trưng bày tất cả các loại ổi bên mình nè các bạn. Hiện tại bên mình thì có tổng cộng là 7 loại ổi nha các bạn. Và có một số bà con thắc mắc là không biết hiện nay loại ổi nào mà được bà con ưa chuộng nhiều nhất. Thì hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn top 2 loại ổi được bà con săn lùng rất nhiều tại Thế Giới Cây Giống Cây Lậy. Rồi mời các bạn xem ha. Và loại ổi đầu tiên mình muốn nhắc đến các bạn đó chính là ổi nữ hoàng, hay ổi thái nữ hoàng đó các bạn. Nữ hoàng các loại ổi luôn. Đấy. Trước mặt các bạn là cái lô ổi nữ hoàng nè. Thì cái loại ổi nữ hoàng này nó có cái ruột màu trắng đó các bạn. Ruột trắng mà nó ít hạt ha. Nhưng hạt nó thì nó hơi cứng hơn các ổi Đài Loan, nhưng mà ít hạt. Da thì nó sần sùi, đặc biệt là rất là giòn và ngọt. Loại ổi này được bà con săn lùng rất nhiều nha. Giống này là khá phổ biến luôn. Hầu như nhắc đến tên ổi này thì ai cũng biết cả. Nữ hoàng các loại ổi. Và loại ổi thứ hai mà mình muốn nhắc đến đó chính là ổi Ruby. Một giống ổi có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan nha các bạn. Ổi ruby ruột đỏ và không hạt. Về đặc điểm hình thái bên ngoài của cái lá ổi ruby á, thì không dễ nhầm được nha các bạn. Lá của nó thì to nhất trong các loại ổi tính tới thời điểm hiện nay nha các bạn. Đây. Lá nó bầu vẫn to, khá là xum xuê luôn nè các bạn. Cây cũng cây như thế này thì nó ra tược rồi nè. Ra tược ra rễ. Và cái loại ổi ruby ruột đỏ không hạt này nó có độ ngọt và giòn không kém gì ổi nữ hoàng ha các bạn. Đặc biệt thêm đó nó có loại cái ruột nó màu đỏ hồng rất là đẹp mắt nữa. Bên cạnh đó thì không hạt luôn, cho nên một loại ổi được bà con săn tìm rất nhiều trong giai đoạn hiện nay ha. Đây. Lá nó khá to ha các bạn. Và loại ổi này cũng rất là nhanh có trái các bạn, do trong thời gian trồng thường khoảng 6 đến 8 tháng là chúng ta có thể để trái ha. Riêng những cây như thế này nó đã có hoa nè. Về nếu các bạn muốn để trái luôn á thì vẫn được, nhưng mà mình phải để ít trái, để tầm 1 đến 2 trái thôi nha các bạn. Và chúng ta phải có chế độ chăm sóc thật là hợp lý. Nếu không thì chúng ta nên bỏ những cái hoa như thế này ha. Bỏ những cái hoa như thế này. Rồi chúng ta sẽ dưỡng cây và khoảng 6 đến 8 tháng sau chúng ta hãy để trái ha. Rồi nếu các bạn muốn sở hữu một trong hai loại này thì liên hệ ngay số điện thoại đang hiện trên màn hình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.